Hello mọi người, bây giờ chúng mình đang chạy một chuẩn bị đi chơi nha mọi người. Nhớ theo dõi Nu Đệ Được xem hôm nay chúng mình sẽ làm gì nha. Ô lực. Và đây là mình nha mọi người. Hi. Bỏ khẩu trang xuống. Đây là mình nó bỏ khẩu trang anh. Đây là mình nha. Hello các bạn, chắc các bạn không biết mình. Thế cơ. Đây một rửa tay này qua. Giờ đang chuẩn bị đi chơi nha. Và chúng mình có đã áo chung xong, bây giờ đang đưa cho các mục sư mặc. Chưa cầu đã gặp nhau. Bây giờ là chúng mình đang chuẩn bị đi. Bắt đầu đi của hành trình mỗi nha mọi người. Mọi người nhớ theo dõi Nu nha. Mọi người ơi, đây là điểm trường lao chạy một nha mọi người. Tụi mình mới bắt đầu của hành trình thôi. Dạ. Kia mọi người thấy gì không? Xe đó. Xe đi bằng xe to nha mọi người. Đang ngồi xe rồi nè. Cảm thấy trong mặt ghê á mọi người. Hello mọi người, đây đang là điểm Ju 3 hay sao? Nghe đồ mà thôi nha. Phúc này là đến nơi rồi đó mọi người. Quá là lạnh luôn nha. Ôi giời, lạnh quá. Bó sư là nhà mồng cạo. Trời ơi, lạnh quá mọi người ơi. Quá là rung luôn mọi người, trong cạo hộ luôn nha. Quá là đẹp nhưng mà đến không đúng lúc rồi. Quá là lạnh. Cầm điện thoại khoai thôi mà tay nó dùng như kiểu gì luôn. Tay đỏ hết rồi. Nhìn vậy thôi mọi người ơi, thật ra nó rất là lạnh luôn nha. Ai đến Sapa thì xem biết. Tháo ơi, túi đâu? Nhớ lấy. Tao.
Ui dồi đẹp lắm mọi người, ui dồi mọi người ơi, mọi người nhanh lên. Cười cười cười, đang không có ai. Thời tiết thì lạnh như này mà cũng đông người ghê ha. Đồng đầu trong đường để đi thang máy nha mọi người. Cảm giác quá là lạ luôn. Mong kia sức à? Sao em tạo thay cơ hả? Sương mù lắm á mọi người. Đi chơi mà sương mù thế này thì mình không dám ra ngoài để đi ngắm hoa rồi. Lạnh lắm, chị muốn ngồi trong nhà yên một chỗ, không dám ra ngoài luôn mọi người. Đi chơi mà ngồi trong nhà thế này là dở rồi. Mấy bạn đang chụp hình nè. Lúc nãy là Nô đang một mình nha, Nô bị lạc với nhóm của Nô rồi. Sợ bị lạc ghê. Ra ngoài một tí mà ai dè, gió làng mình nó lạnh thấu xương luôn. Thay này quá, chú là được chơi tạt cái chú quá. Dê, mọi sự có nọ là bây giờ nọ. Mưa quá mọi người ơi. Thế nên ai cũng mua một cái ô luôn á. Đủ cũng thế. Lạnh quá mọi người ơi. Bộ dáng của Nui hiện tại nè. Rồi ơi, lạnh quá. Chỉ biết nói hai từ thôi. Lạnh quá. Cứu ơi. Chill me.
Hiện tại là đang đi về rồi nha mọi người. Lạnh quá, không thể ở thêm được nữa. Còn đây là đường lên cầu Kinh Dùng Mây đó mọi người. Mọi người ơi, Nu đang ở cầu Kinh Dùng Mây nha mọi người. Lạnh quá mọi người. Cầu Kính Dùng Mây ở trên kia. Ôi à. Đẹp thì đẹp, nhưng mà hơi xôi ơi. Nên sai. Ra này ừ. Lấy lọc quá. Đó cả tôi chạy ra bấm rủ ấy. Ôi chào chị mẹ. Lúc này là đang ngồi trên xe đi về nhà rồi nha mọi người. Lạnh quá. Phải rời ra mảnh đất Sapa này thôi. Xuống xe về là chạy mệt, về nhà mình thôi. Xin chào mọi người, tụi mình đang về chuẩn bị đi ăn một bữa cơm nha. Nhớ theo dõi Nu để được xem nhiều video hơn. Thế mà có ra nội không? Hello mọi người, bây giờ Nu đã đây nha mọi người. Nu đã trong cái nhà homestay của bạn Lao Trại 1. Cứ thị ly. Đó. Wow, thấy đây.
Hello mọi người. Chưa tan ta. Vậy hả? Mình muốn sốt trộn nha. Rồi tôi Nu bắt đầu ăn đây. Bye bye mọi người nha.